đây là chiếc máy gặt. Thì thực sự là đối với cái khu vực đồng bằng dưới kia, những cái chiếc máy gặt này thì nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà đi lên đến cái khu vùng cao này thì những chiếc máy gặt này thực sự rất là, đối với bà con thì rất là ý nghĩa luôn. Mặc dù là vẫn chủ yếu là bỏ tiền ra thuê người ta làm, nhưng mà đối với việc mà có chiếc máy gặt làm như này thì rất là nhanh gọn mọi người ạ. Rất là nhanh này, đỡ tốn sức lao động. Đây mọi người thấy là khu này là chỉ trong một buổi sáng thôi là cái chiếc máy gặt đấy đã làm, gọi là quét sạch gần hết rồi. Nếu mà để sức người thì các bác có thể biết là người ta có thể làm mất đến 3-4 ngày, nếu mà đông người thì mới xong được những cái thửa lúa tương đối là rộng như thế này. So với cái địa hình vùng cao này thì những cái thửa ruộng này là tương đối là rộng, nếu mà gặt bằng sức người thì phải mười mấy 20 người. Ở trên này ngày xưa khi mà chưa có máy móc hiện đại như thế này lên thì các bác gặt chủ yếu sẽ là đi đổi công nhau. Đổi công là như thế nào, thành viên của gia đình này khi mà nhà người khác gặt ấy, mình sẽ đi hộ, và đến lúc mà nhà mình gặt thì người ta sẽ đến trả công. Đấy, đi hộ một người thì sẽ một người về trả công. Đấy. Mấy năm trở lại đây thì mới có máy gặt ở dưới khu vực dưới gần thành phố dưới kia lên. Bởi vì là ở dưới kia người ta đã gặt sớm trước rồi. Hiện tại thì trong cái khoảng thời gian nhàn rỗi của lao động khu vực phía dưới thì các bác này sẽ mang chiếc máy gặt này lên đây để người ta làm thuê gặt trên này. Mình được biết là ở đây các bác ấy sẽ thuê một bao là 30.000. Thế mọi người có thể thấy là cái sức máy móc làm thì rất là nhanh luôn. Một cái thửa ruộng rất to này bà con có thể gặt khoảng một ngày mới xong, nhưng mà khi mà có cái máy gặt hiện đại như thế này lên thì nó chỉ mất vào khoảng 2-30 phút là đã xong rồi, rất là tiện lợi luôn. Rộng dạ là được lúa là cũng sẽ được lọc ra rất là sạch luôn các bác ạ. Trời nắng như thế này thì rơm rạ này sau khi mà các bác ấy gặt xong chắc là bà con sẽ đốt. Ở trên địa phương này của Công thì chưa có nhà nào đầu tư một cái thiết bị máy móc nó hiện đại như thế, bởi vì là chi phí đầu tư thì rất là tốn kém. Mà mọi người có thể biết là cái ruộng ở đây thì những cái thửa ruộng bằng như thế này ấy thì nó cũng ít thôi, cho nên nếu mà đầu tư về một năm gặt hai vụ thì thực sự là không biết bao giờ là hoàn được vốn cả. Người dân là người ta sẽ thuê, chủ yếu là thuê thôi. Đấy, về cái câu chuyện là nếu mà chưa có máy móc thì bà con sẽ chủ yếu là sẽ lấy công nhau. Mà lấy công này thì thực ra lao động hết toàn là bằng sức người thôi các bác ạ. Rất là mệt luôn. Mà tối về thì nếu các nhà nào là chủ thì sẽ làm một bữa cơm đó. Làm một bữa cơm, vài ba mâm cơm phục vụ anh em đi làm về mệt. Đấy. Thực ra cái đấy cũng rất là đẹp thôi. Nó là cái thể hiện tình làng nghĩa xóm. Bây giờ nó thiếu đi những cái
công việc như thế thì thực ra là mình cảm thấy là cuộc sống ngày một hiện đại lên. Nông thôn là sẽ cũng thay đổi từ cách thức sản xuất, lao động cũng như là tập tục ở đây cũng sẽ bị thay đổi theo thời gian nữa các bác. Hiện tại là Khâm đang đợi các anh ấy dùng cái máy đấy gặt xong để mình báo các anh ấy hộ gặt những cái thửa của mình ở phía bên trên kia. Ngày xưa mùa gặt kể với các bác là cái mùa lao động này thì ruộng toàn thấy người thôi, từ gặt từ cấy là toàn thấy bà con đi ra làm rất là miệt mài. Nhưng mà bây giờ thì thật sự là trông rất là trống vắng đấy. Kia là chỉ có một bác gái đó, đợi để lấy thóc ở đây đó. Xong là tí nữa sẽ người nhà ra vác ra phía đường bên kia và chở đi về đó. Tất cả bây giờ đều là máy móc và đều là thuê lao động hết. Cắt nào đáng thà lúc năn xuống đây chào món phân nữa. Cánh đồng quê sự là trông rất là yên bình luôn. Đây thì người ta thu hoạch ngô xong rồi. Bây giờ người ta sẽ trồng tiếp là đỗ hoặc là đậu tương. Các bác nông dân này, người Mông này thì chắc là họ lại thuê về thôi. Đồng bào người Mông thì từ ngày xưa là sinh sống ở những cái vùng đồi núi trên cao hơn đồng bào Tày chúng em, cho nên là ruộng nương ở đây là họ sẽ không có các bạn. Chưa nghỉ à chú? Chưa nghỉ à? Chưa nghỉ à? Nghỉ thôi. Nghỉ thôi muộn rồi. Đi làm này là làm trồng cái gì đấy? Trồng cái gì đấy? Bây giờ là mình trồng, bỏ ra trồng cái gì đấy? Chú ấy không giao tiếp được tiếng Kinh các bạn. Hiện tại là đến sẽ đến giờ tan tầm. Chủ ghê anh như là không biết là xong chưa. Tiện bảo các anh ấy là sẽ gặt luôn cho Khâm. Tại trời nắng rất là to luôn. Trời này mà cho đi gặt thì như ngày xưa thì làm thì vẫn làm được thôi, nhưng mà thực sự là vất vả lắm, không với cái mức độ làm việc không được năng suất như ngày xưa nữa các bạn. Các bạn ấy chắc là vẫn đang lấy thóc thôi. Trời rất là nắng luôn. Sau đây thì em Khâm sẽ xin dừng cái video này ở đây thôi để
báo các bác ấy là sẽ hội mình gạt nốt cái thửa bên kia để mình còn di chuyển về nhà các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.